Thông gia đại chiến. Mẹ sang chơi lúc nào đấy ạ? Mẹ đã bảo là con đang có bầu, làm ít việc nhà thôi cơ mà. Con chào mẹ sang chơi đấy ạ. Anh làm chồng nó mà anh không làm giúp vợ, để vợ bụng bầu to tướng thế này, phải quét nhà là thế nào? Dạ, mẹ ơi, quét nhà thì có gì nặng nhọc đâu ạ. Sao lại không nặng nhọc, còn 2 tháng nữa là con sinh con rồi, cần phải nghỉ ngơi giữ sức khỏe. Để con quét nhà ạ. Chắc mẹ xót con gái phải không ạ? Bố nhà cô, tôi sinh ra cô mà lại không xót cô thì ai xót? Chào bà thông gia, bà sang chơi đấy hả? Vâng, chào bà đi chợ về đấy ạ. Ngày nào bà cũng sang chơi, quý hóa quá. Vâng, cháu nó đang bụng mang dạ chữa, tôi phải sang thường xuyên, xem cháu nó thế nào. Bà cứ thế chứ, hóa ra chúng tôi không chăm được cho cháu hay sao? Ấy chết, tôi đâu có ý thế. Ở đâu cái kiểu đàn ông đàn an mà phải quét nhà thế kia hả? Kìa mẹ, vợ con đang bầu bí, con làm giúp cô ấy một chút cũng được mà. Bầu bí thì không quét nhà được à? Có ai bầu bí mà không quét được nhà không hả? Nè bà thông gia, con bé nó đang mang bầu cháu nội của bà đó. Bà có thương con dâu thì sau này cháu bà mới khỏe mạnh chứ. Mẹ ơi, mẹ đừng nói vậy. Bà nói thế nghĩa là tôi không thương con dâu à? Kìa mẹ, mẹ thôi đi mà. Anh nữa nha, để vợ nó đè đầu cởi cổ. Bà bảo thế mà đè đầu cởi cổ à? Kìa hai mẹ, con xin hai mẹ đây. Chào cả nhà, đúng lúc quá. Tôi mang ít đồ ăn sang đây cho con Trang bồi bổ. Nhà tôi đâu có thiếu cái ăn đâu mà bà phải mang đồ ăn sang thế. Tôi cũng có bảo là nhà bà thiếu đồ ăn đâu, nhưng tôi vẫn muốn mang thêm để bồi dưỡng cho cháu nó. Mẹ ơi, lần sau mẹ không phải mang đồ ăn sang cho con đâu ạ. Trời ơi, sao lại có cả món ốc xào ở đây hả? Con có biết ăn ốc là sau này đứa bé nó bị rớt rãi nhiều lắm không hả? Ai bảo là rớt rãi? Tôi chưa thấy bác sĩ nào nói thế cả. Bà bỏ cái quan niệm cổ hủ ấy đi. Tôi sinh mấy đứa con rồi tôi biết, không cần bác sĩ nào nói cả. Kìa, hai mẹ. Thế dễ thường, tôi chưa có đứa con nào chắc. Thằng Dũng con rể bà đây này, lúc chữa nó tôi toàn ăn ốc, sinh ra nó sạch sẽ, chẳng có tí rớt rãi nào cả. Để tôi nói cho bà đây này. Con xin hai mẹ đó. Trang, em làm sao thế? Đau quá, bụng con đau quá. Kìa Trang, em đau bụng à? Trời ơi, sao thế này? Nó đã đến ngày sinh đâu? Trời ơi, còn 2 tháng nữa con mới sinh cơ mà. Cấp cứu. Cũng may là cháu bé không gặp vấn đề gì nghiêm trọng dù sinh non. Nhưng cháu nó phải nằm lồng kính lâu đấy ạ. Mà sao cháu nó lại sinh non hả bác sĩ? Có nhiều nguyên nhân. Phụ nữ khi mang thai, ngoài những vấn đề dinh dưỡng, thì một yếu tố nữa rất quan trọng, đó là tâm lý. Theo nghiên cứu, khi người mẹ bị áp lực tâm lý, người mẹ sẽ tăng nguy cơ sinh non gấp 2 lần so với những phụ nữ khác. Thôi, thế này còn may, tôi đúng thật là chả ra làm sao. Cả tôi nữa chứ. Xét cho cùng, ai cũng vì con vì cháu cả. Nhưng có lẽ do chúng ta quan tâm, yêu thương con cái chưa đúng cách thôi bà. Đúng rồi, giờ tôi với bà phải hòa thuận, cùng lo cho các con, với lại lo cho thằng cu tí thật khỏe mạnh nha. Sự tích hoa thủy tinh. Ngày xưa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ, có 2 vợ chồng nghèo, rất nghèo. Nhưng bù lại, họ sinh được một cô con gái. Cô bé là nguồn động lực giúp họ vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Họ đặt tên con là Hoa. Hoa càng lớn càng siêng năng, ngoan ngoãn, thông minh và xinh xắn. Nàng giúp cha mẹ mình tất cả những công việc nhà và đôi khi giúp cha mẹ trồng và gặt lúa. Tuy nhà nghèo,
nhưng nàng có một tấm lòng rất nhân hậu. Rồi một ngày, trong làng đột nhiên xuất hiện một con quái vật độc ác. Nhà vua ra lệnh cho tất cả đàn ông trong làng thay phiên nhau đi tìm và mang đầu quái vật về cho ngài. Rất nhiều thanh niên trai tráng đã ra đi, nhưng không ai quay về. Ta hứa sẽ trở về với hai mẹ con mà. Không được, cha không được đi. Con quái vật đó chắc ghê gớm lắm, nên mới không có ai quay trở lại. Con không muốn cha đi, không muốn. Con gái, ta không thể cãi lệnh vua được. Vậy, để con đi thay cha. Không được, con còn nhỏ, sao đi được? Hơn nữa lệnh vua đã ban, chỉ những trai tráng đàn ông trong làng mới phải đi thôi. Con yên tâm, cha sẽ trở về. Trong lúc cha đi vắng, con ở nhà nhớ phải ngoan. Nghe lời mẹ, đừng để mẹ buồn. Không, con không muốn cha đi. Đã 3 ngày rồi mà cha chưa trở về. Mình đang ở đâu đây? Bà là ai vậy ạ? Ta là bà tiên đây. Ôi, nếu thật vậy thì xin bà hãy cứu lấy cha cháu. Cha cháu đi tìm quái vật mà giờ vẫn chưa thấy về, không biết sống chết ra sao. Mong bà rủ lòng thương cứu cha cháu với. Con đừng lo, cha con và những trai tráng trong làng chưa chết. Họ chỉ bị phù phép bởi con quái vật độc ác đó và bị biến thành những pho tượng bằng đá thôi. Bị biến thành tượng đá ư? Đúng vậy, và chỉ có con mới có thể cứu họ được. Ta cho con biết, con quái vật đó sợ ánh nắng mặt trời. Con hãy dùng những bông hoa được tạo ra từ nước mắt của con cắm ngay trước hang động của nó. Khi mặt trời trên đỉnh ngọn tre, ánh sáng mặt trời từ những bông hoa ấy sẽ giết chết nó. Con cứ đi về hướng Tây, nhất định sẽ thấy hang động của nó. Bà ơi, bà đâu rồi? Mình nằm mơ sao? Cái gì thế này? Hóa ra là thật, không phải mơ. Nhất định đây là bông hoa mà bà tiên đã nói đến trong giấc mơ. Mình sẽ đi cứu cha. Ròng rã một thời gian dài, ngày đi, đêm leo lên cây ngủ để tránh thú dữ. Cuối cùng nàng cũng đến được hang động của con quái vật. May mắn thay, lúc này là ban ngày nên con quái vật đang trốn trong hang. Nàng làm theo lời bà tiên, cắm tất cả những bông hoa trước cửa hang và chui vào một bụi cây để trốn. Cái quái quỷ gì thế này? À, đau quá. À, chắc hẳn con quái vật đó đã bị chết rồi. Mình phải vào hang cứu cha thôi. Ồ, thì ra là mày đã hãm hại ta. Ta sẽ giết mày. À, cha ơi, cha tỉnh lại đi, con gái của cha đây. Cha ơi, cha tỉnh lại rồi. Ôi, con gái của cha cứ tưởng đời này sẽ không gặp lại con nữa chứ. Cha và cô bé cùng mọi người quay trở về ngôi làng. Cô dùng những bông hoa còn lại đem trồng xung quanh ngôi làng. Ánh sáng kỳ diệu phát ra từ những bông hoa đó như những ngôi sao may mắn, đem lại bình yên và may mắn cho ngôi làng của họ cho đến tận sau này. Báu vật của Jimmy. Các con có thích trò truy tìm kho báu không? Có ạ, có ạ. Vậy ở nhà chúng mình có hay chơi trò này không nhỉ? Dạ có, nhà con có rất nhiều kho báu. Thật ư, cô cũng có rất nhiều kho báu. Và cô tin là chúng mình ai cũng có riêng một báu vật. Báu vật? Cậu có báu vật không? Cô muốn ngày mai, khi lên lớp, các con sẽ mang theo báu vật của mình
và tất nhiên là cả câu chuyện gắn với báu vật đó rồi. Chúng ta sẽ cùng bầu chọn xem báu vật nào tuyệt nhất. Đồng ý chứ? Vâng ạ, nhất trí ạ. Con đi lại như thế cả tiếng rồi Jimmy à. Con đang làm gì vậy? Con đang tìm báu vật ba ơi. Gì cơ? Báu vật à? Báu vật nào vậy con? Thứ gì đó thật giá trị thì là báu vật, con nghĩ thế. Ba có cái bát cổ nào của hoàng gia thời xưa không ạ? À? Hay một chiếc dĩa giác bạc chẳng hạn? Các bạn lớp con chắc chắn sẽ mang một đống đồ chơi đắt tiền đến lớp giới thiệu cho coi. Jimmy à, báu vật không nhất thiết phải là một thứ có giá trị vật chất đâu con. Nó có thể là một báu vật tinh thần. Báu vật tinh thần ạ? Đúng thế. Nào, đi theo ba. Kho báu của nhà ta, trong này có rất nhiều. Chiếc cưa này là báu vật của ba, vì nó là của ông con để lại. Nó đã theo ba biết bao nhiêu năm nay, chặt cây, xẻ gỗ, làm đồ chơi cho con. Còn chiếc xe này ạ? Nó có phải báu vật không ba? Có đấy. Ngày bé ông bà thường đẩy lúa mì trên chiếc xe đó, và ba được ngồi trên cùng, cao ngất ngưỡng, rong ruổi khắp các con đường từ cánh đồng về nhà. Với ba, nó cũng là một báu vật đó con. Cha, thì ra nhà mình nhiều báu vật ghê. Con trai à, ba nghĩ giá trị của báu vật nằm ở chỗ nó có ý nghĩa thế nào trong trái tim con. Nếu nó chứa đựng những điều đẹp đẽ mà con không muốn mất, luôn quý trọng và gìn giữ, không gì đánh đổi được, thì nó chính là báu vật. Vậy con biết báu vật của con là gì rồi ba ạ? Thật chứ? Vâng ạ. Con biết báu vật ở đâu rồi. Ui, đẹp quá, cho tớ xem với. Báu vật của tớ đây, giày ba tin mẫu mới nhất có in hình khủng long bay nè. Đẹp quá, thích thế. Còn báu vật của tớ là lâu đài búp bê này nè. Ôi, nó đẹp y như thật ấy. Còn có cả búp bê người mẫu bên trong này nữa. Có cả xe hơi nữa kìa. Chào cả lớp. Các con đã sẵn sàng giới thiệu báu vật của mình với cả lớp chưa nào? Rồi ạ. Jimmy, con đã mang báu vật đi rồi chứ? Dạ, con mang rồi ạ. Mời Jimmy lên đây nào. Cái gì vậy nhỉ? Chúng ta bắt đầu nhé. Báu vật của con là chiếc kẹp tóc hình bông hoa này. Trời ơi, đây là báu vật ư Jimmy? Buồn cười quá. Một chiếc kẹp tóc thần ư? Chiếc kẹp tóc đẹp lắm Jimmy à. Cô đang nghe câu chuyện của con đây. Đây là chiếc kẹp tóc mà mẹ con rất thích. Lúc nào mẹ cũng cài nó, đi làm, nấu bếp hay lúc đi lễ nhà thờ. Mẹ con nói, ba tặng nó cho mẹ trong ngày cưới. Ba cài lên tóc mẹ trước cha xứ. Khi ốm, mẹ đã cho con để sau này con sẽ cài cho cô dâu của con. Mỗi khi nhớ mẹ, con lại mang nó ra để ngắm. Ôi, Jimmy bé bỏng. Tớ nhớ mẹ quá, tớ cũng vậy. Cô ơi, báu vật của con kỳ cục lắm phải không cô? Không đâu Jimmy à, chỉ cần con yêu và gìn giữ, báu vật nào cũng đáng quý, đặc biệt là báu vật thời gian và ký ức. Con đang có một báu vật vô giá tuyệt vời đó, con trai à. Jimmy. Đúng rồi, mẹ đúng là báu vật vô giá của mình. Hai chàng rể tương lai. Chị hai. Ôi, hai đứa cũng về đấy à? Sinh nhật mẹ sao có thể không về được? Tụi em còn mua bao nhiêu là quà cho mẹ đây nè. Chào em vợ, hai đứa cũng vừa về đến đây à? Vâng, chào anh. Thôi, chúng mình vào nhà đi, mẹ đang đợi đấy. Chị vẫn còn yêu anh ấy đấy hả? Rồi chị cũng chỉ có vất vả thôi. Giờ không có tiền thì chỉ có khổ. Thôi vào nhà đi không mưa. Em cũng chỉ lo cho chị thôi. Đó, rồi chị coi. Mưa gió này như em đi xe hơi có phải sướng không? Nắng không tới mặt, mưa không tới đầu. Bao nhiêu người chọn mà sao cứ phải nhất quyết là cái anh nhà quê quèn ấy chứ? Ôi, các con đã về cả đấy à? Mẹ. Vào, vào đi các con. Có bị ướt không? Mẹ, con chào mẹ. Ừ, vào đi con,
lâu lắm rồi mới gặp các con. Vào nhà đi. Mẹ, đây là quà của chúng con tặng mẹ. Toàn quà xịn, anh Tuấn tự chọn tặng mẹ đấy. Ôi, thế à con, quý hóa quá. Cảm ơn con rể nhé. À, còn đây là quà của chúng con tặng mẹ. Chúc mẹ mãi vui khỏe với chúng con ạ. Ừ, mẹ cảm ơn các con. Hôm nay các con về cả, ở lại ăn tối rồi hãy đi. Dạ. Con xem đấy, cây tâm nó chọn được cái thằng cũng đến là được. Gia đình có điều kiện tốt á, thì cuộc sống sau này mới đỡ khổ con à. Đời mẹ vất vả thiếu thốn nhiều rồi. Bố con mất sớm, chẳng thể cậy nhờ vào ai. Chỉ mong sau này hai đứa mày lớn lên, kiếm được tấm chồng, ra môn ra khoai, thì mẹ mới yên tâm. Vâng, anh ấy chiều con lắm mẹ ơi. Bố mẹ anh ấy bảo khi nào tụi con cưới sẽ tặng một ngôi nhà ở ngay trung tâm thành phố. Nói chung gì thì gì cũng cần nghĩ đến thực tế. Cuộc sống có đầy đủ thì mới hạnh phúc. Mà con cũng đã bảo chị ấy rồi, chị ấy đâu có nghe. Chí ít thì cũng phải có cái mà ra hồn để anh chị cưới nhau. Về rồi còn có chỗ chui ra chui vào. Đằng này nhà chả ra nhà. Có mỗi một thân một mình, biết nương cậy vào ai. Chị khác, em khác, mỗi người một hướng suy nghĩ khác nhau, không nên so sánh. Mẹ cứ tin con, anh Hào là người tốt. Có thể bây giờ anh ấy chưa có, nhưng anh ấy có chí, nhất định sẽ thành đạt. Thành đạt? Đi làm đến mấy năm rồi mà mãi cũng không mua nổi được cái xe Ninh Hồn. Nói gì đến cái nhà. Cứ cho là không ham vật chất đi thì ít ra... Ờ, kìa, anh Hào. Thôi, anh có việc về trước. Em và mọi người cứ vui vẻ nhé. Ừ, anh Hào. Kể ra nấy nghe thấy lại hóa hay. Cho anh ta biết, không lâu nay cứ ảo tưởng. Em chỉ mong chị của em được sung sướng. Hy vọng anh ấy tự ái mà tự bỏ đi, để chị em còn có lựa chọn mới cho cuộc sống của mình nữa. Alo, em à, em về nhà đi nhé. Mẹ bị đột quỵ. Hả? Chị, mẹ sao rồi? Em đến rồi à? Bác sĩ bảo mẹ phải phẫu thuật gấp mà tiền nhiều quá. Chị đang lo. Còn thiếu bao nhiêu nữa chị? Tạm thời là 50 triệu. Anh đưa cho em 50 triệu luôn đi. Em cần gấp để phẫu thuật cho mẹ. Em có bị điên không? Anh làm sao có ngay 50 triệu cho em? Không phải anh luôn sẵn tiền sao? Mỗi lần ăn chơi đến mấy chục triệu. Có 50 triệu mà anh cũng phải lăn tăn với em. Nhưng đó là tiền của bố mẹ anh. Có phải là cần là có ngay đâu. Muốn có cũng phải từ từ. Đợt vừa rồi anh chi tiêu nhiều khoản quá, chưa có ngay đâu. Anh thật là lúc cần thì... Mẹ em sao rồi? Mẹ cần phải phẫu thuật gấp anh à. Mà bây giờ thiếu tiền nhiều quá. Em còn chưa biết quay ở đâu. Thiếu bao nhiêu em? 50 triệu anh à. Vậy để anh lo. Anh lo thế nào? Anh lấy đâu ra tiền? Anh có dành dụm được ít tiền để dành cưới chị em. Nhưng giờ mẹ bị thế thì lo cho mẹ trước. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.